là nhà cầm quân lớn tuổi nhất giải đấu. Huấn luyện viên Mai Đức Chung khiêm nhường đánh giá đội tuyển Bồ Đào Nha mạnh hơn sẽ chơi tấn công và đội tuyển nữ Việt Nam phải chơi phòng ngự, phản công. Đó là kế khích tướng công khai để giảm tải áp lực cho các học trò ở trận đấu tâm điểm của vòng bảng. Cả đội tuyển nữ Việt Nam đều hiểu và xác định rõ đối thủ Bồ Đào Nha rất mạnh, nhưng cũng là cơ hội rõ nhất để chúng ta dốc sức đạt mục tiêu tối thiểu là tìm kiếm bàn thắng hoặc ít nhất một trận hòa. Những phát biểu nhẹ nhàng nhưng sắc sảo theo kiểu ngoài mềm, trong cứng của nhà cầm quân 74 tuổi cũng chính là tinh thần của đội tuyển nữ Việt Nam vào lúc này. Sau khi hành quân đến TP Hamilton, toàn đội phải tập làm quen giờ thi đấu mới trên sân Waikato lúc 19:30, 14:30 giờ Việt Nam. Sự ủng hộ nhiệt thành của đồng bào tại Việt Nam, New Zealand, Úc và khắp thế giới đang khiến các cô gái vàng của chúng ta cảm nhận động lực mạnh mẽ phải làm được một điều gì đó ở trận đấu này. Ở trận ra quân thua Hà Lan 0-1, đội tuyển nữ Bồ Đào Nha đã áp dụng sơ đồ 4-3-1-2 từng dùng trong trận hòa Anh 0-0 ngày 1 tháng 7. Huấn luyện viên Francisco Neto cũng từng thử nghiệm các biến thể 4-2-2-2, hòa xứ Wales 1-1-4-3-3, thua Nhật Bản 1-2. Sơ đồ 4-3-3 mạnh về áp đặt kiểm soát bóng rất có thể sẽ được ông Neto tính đến, phục vụ cho ý đồ tấn công ngay từ đầu, nhất là điểm mạnh hai biên của đội tuyển nữ Bồ Đào Nha. Đáng chú ý phải kể đến cánh phải với hậu vệ Anna Bogny được SofaScore. Còn huấn luyện viên Mai Đức Chung đưa ra chiến thuật cho trận đấu tâm điểm gặp Hà Lan. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tập trung ứng phó với sức mạnh tấn công của Bồ Đào Nha bằng sự kết hợp linh hoạt giữa cầu thủ trên hàng công. Trung vệ Tatiana Pinto sẽ hỗ trợ đắc lực cho tiền đạo Cô Liên và Jessica Silva. Tuy nhiên, đội tuyển nữ Việt Nam cũng cần cải thiện khả năng chống bóng bổng và chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công để tận dụng khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương. Những bài học từ trận đấu với đội Mỹ đã giúp đội tuyển nữ Việt Nam nâng cao lối chơi của mình. Sự trở lại của Trương Thị Kiều, Dương Thị Vân và Thanh Nhã hứa hẹn mang lại sự cải tiến cho đội tuyển. Trương Thị Kiều sẽ giúp hàng thủ ứng phó với chiến thuật tấn công từ hai biên của Bồ Đào Nha. Thanh Nhã sẽ có cơ hội đá chính và Hoàng Thị Loan cần làm quen với sân Waikato. Trong lượt thứ hai bảng C, đội Nhật Bản và Tây Ban Nha đã sớm giành vé vào vòng 16 đội khi đều toàn thắng. Đội Canada ngược dòng thắng Ireland 2-1 vươn lên tạm dẫn đầu bảng B với 4 điểm sau 2 trận. Đội Úc xếp thứ hai gặp Nigeria trong trận cuối cùng của bảng B. Trận gặp Hà Lan sẽ là cơ hội để đội tuyển nữ Việt Nam thể hiện tinh thần đoàn kết và quyết tâm chiến đấu. Huấn luyện viên Mai Đức Chung tin tưởng vào khả năng của các cầu thủ và hy vọng rằng đội tuyển sẽ đem lại niềm vui và tự hào cho người hâm mộ Việt Nam. Mục tiêu của đội tuyển là tìm kiếm bàn thắng hoặc ít nhất giữ trận hòa trong trận đấu đầy thử thách này. Trận đấu tâm điểm giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Bồ Đào Nha sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 7 lúc 19:30 giờ địa phương trên sân vận động Waikato, New Zealand. Người hâm mộ trên khắp cả nước và các nước bạn đang cổ vũ và ủng hộ đội tuyển nữ Việt Nam trong hành trình chinh phục ngôi vô địch tại FIFA Women's World Cup 2023.